Ở Sài Gòn thì chúng ta có thể tìm ra được rất nhiều quán phở ngon. Có quán thì theo cách của miền Nam, cái hương vị của miền Nam, cách ăn của người miền Nam với nhiều tương đen, tương đỏ hay là nhiều rau thơm, nhiều gia vị. Còn phở theo kiểu của miền Trung với những cái sợi bánh giống như là sợi hủ tiếu thì cũng rất là nhiều. Nhưng ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu quý vị và các bạn một cái quán phở rất là đặc biệt. Quán phở này thì nó theo cái phong cách của người miền Bắc. Và nó đặc biệt như thế nào thì chúng ta sẽ cùng khám phá đến địa chỉ 146E Lý Vinh Thắng nhé. Ở đây thì có tái, có vè, có lăng. Phở lăng thì rất là đặc biệt nên là tôi quyết định là chọn một tô phở tái lăng rất là hấp dẫn. Cái điều đặc biệt ở quán phở này là nhìn vào thì chúng ta thấy là nó không có rau, không có giá, khác với phở miền Nam phải không ạ? Nhưng mà chủ quán ở đây người ta cho thêm một cái chén hành như thế này. Chén hành này đặc biệt lắm, tôi sẽ giới thiệu quý vị và các bạn cái cách để mà pha chế một cái chén hành hấp dẫn. Đây là tương ớt Bắc, cái loại tương ớt rất là cay, nó không phải là tương đỏ giống như chúng ta hay ăn phở Nam. Tùy cái khả năng ăn cay của mỗi người, nhưng mà tôi thì tôi hay chế một cái lượng tương nó vừa tràn cái mặt hành như thế này. Theo giải thích của chủ quán á, thì thịt bò nó hợp với giấm tỏi nên là thay vì vắt chanh thì chúng ta thêm một ít giấm tỏi vào đây. Và đặc biệt là cái chén này nó sẽ kém đi phần hấp dẫn nếu như mà thiếu một chút nước mắm để thêm cái vị đậm đà. Đây, nếu như mà ăn phở và đơn thuần là cho rau thơm, cho ngò gai vào thì nó cũng quá quen rồi. Nhưng mà với nhiều người ăn phở theo cái cách này thì nó dậy lên cái vị giác của mình rất là nhiều. Có giờ bạn cảm giác là ngồi trước một món ngon mà mình phải nói liên tục. Tôi đang có cái cảm giác đó rất là khó chịu, chắc là bạn cũng hiểu. Bây giờ tôi sẽ ăn thử. Một cái cảm giác nó hơi sộc cái vị cay của hành, của ớt, cái sự đậm đà của nước mắm, đặc biệt là phở thì rất là ngọt. Vốn dĩ cái nước phở của Giang thì nó rất trong, nhưng mà đối với món phở tái lăng á thì bạn nhận ra là nó hơi đục một chút, không có lớp váng ở đây. Đây là cái nước nước xào của thịt bò họ chan lên thì chia làm hai. Còn bên đây thì nó hơi đục, ở đây nó trong, đặc trưng của phở Bắc. Nhưng mà phần này thì nó lại đục. Cái phần nước lèo có nước chan của tái lăng thì rất là ngọt. Cho thử một miếng. Ngon lắm. Nó hơi bị nặng cái vị của gừng một chút. Đối với những người chưa bao giờ ăn phở quốc gia thì cảm giác có lẽ là hơi sốc, mà ăn thì sẽ bị ghiền. Hấp dẫn lắm. Đối với những người mà không thể nào ăn được hành, nếu mà ăn tô phở phú gia chỉ cắn hết, chỉ bánh phở và thịt bò thì phá sản hoàn toàn. Và bạn có thể lựa chọn một cái quán khác. Tôi sẽ thử miếng thịt bò, rồi sau đó sẽ chia sẻ cái cảm giác cho các bạn. Đúng vị thì chúng ta thử miếng thịt bò chấm vào ở trong cái chén tương hành này. Tuyệt vời. Cái bánh phở ở đây thì nó mỏng, đúng kiểu phở Bắc, không dai, cho vào miệng là tan ra ngay. Nhiều khi nó ngon miệng quá, mình ăn nhanh, và khi ăn đến cái miếng cuối cùng rồi thì nước lèo nó vẫn còn nóng. Lâu nay thì cứ đặt những cái câu hỏi về sao phở này nó quyến rũ mình như vậy. Có rất nhiều cái câu hỏi mà tôi muốn đặt ra
cho chủ quán. Thì ngày hôm nay nhân cái chương trình này thì tôi sẽ cùng với các bạn có một vài cái câu hỏi dành cho chủ quán để hiểu hơn về cái lịch sử hình thành cái món phở Phú Gia ở số 146E Lý Vĩnh Thắng này nha. Khởi nguồn của phở Phú Gia thì như thế nào? Tại vì tôi cũng biết thông tin là đây là một cái quán phở mà có một người mang từ Hà Nội vào trong Sài Gòn phải không? Nguồn gốc của quán phở nhà tôi là ông ngoại tôi ngày xưa thì là nấu phở ở nhà hàng Phú Gia ngoài Hà Nội. Xong rồi về nhà không làm nữa thì về nhà bán ở ngoài Hà Nội. Xong rồi truyền cho ba mẹ tôi. Xong rồi do ngoài Bắc ngày xưa kinh tế khó khăn quá thì ba mẹ tôi sẽ mang phở từ ngoài Bắc vào trong này bán. Cái món phở tái lăn á thì nó tạo ra cái màu đục của nước lèo. Thực ra thì phở Bắc thì nó thường là nước rất là trong. Như vậy thì đây có phải là cái sự biến tấu của phở Phú Gia để nó phù hợp với miền Nam hay là vốn dĩ là có món tái lăn ngay từ ban đầu rồi? Thì là món tái lăn là mình làm thêm thôi. Vốn lý ngày xưa chỉ có tái, nạm, gầu là chính. Còn món tái lăn thì là nguồn gốc thì mình cũng không rõ nữa, tại vì thời ông bà bán là thấy đã có rồi. Còn đục hay không là tại vì tái lăn mình xào cả mỡ bò, cho nên nó có cái màu mỡ xào, nhiều người ăn thích béo béo thơm thơm thì là rất là hợp với món tái lăn. Có một cái điều rất là đặc biệt nữa của phở Phú Gia đó là không dùng rau thơm và cũng không thấy giá nếu như không yêu cầu. Nhưng cái chén hành á, cái chén hành thì nó lại rất là đặc biệt, và khi là trộn thêm tương ớt nữa thì nó lại còn hấp dẫn hơn, nó kích thích vị giác hơn. Anh có thể cho biết cái điều đặc biệt này là xuất phát từ đâu? Thì căn bản là phở Bắc là họ sẽ không bao giờ ăn lau mấy cả giá. Thì lúc mình đem vào đây thì cũng đắn đo nhiều lắm. Ba mẹ đắn đo tại vì phở trong này là có lau, lúc mới bán khách cũng đòi lau nhiều lắm. Nhưng mà mình lưu cái lập trường của mình. Thì bây giờ theo thời gian cũng mấy chục năm rồi thì là khách họ cũng sẽ quen với phong cách kiểu nhà mình rồi. Lúc bỏ rau vô thì nó làm mất đi cái mùi của tô phở. Nó không hợp với cái nước phở nhà mình. Xin cảm ơn anh rất là nhiều vì những cái thông tin thú vị vừa rồi anh đã chia sẻ về quán phở Phú Gia của gia đình anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe vài ý kiến của những thực khách đến với quán phở Phú Gia. Vì sao mà họ cảm thấy là phở Phú Gia hấp dẫn họ? Lắng nghe nhé. Xin chào chị. Vì sao phở ở đây lại hấp dẫn chị như vậy hả? Tại vì mình ăn cũng nhiều loại phở rồi thì cái nước dùng ở đây á, mình thấy nó đậm đà, với lại cái thịt á, mình ăn rất là vừa miệng. Với lại mình thích nhất là cái phở tái lăn. Nghe giọng của chị thì chắc là chị là người miền Nam, nhưng mà phở này thì lại là theo cái phong cách Bắc, nó không có ngọt, không có rau, không có giá, không có tương đen, tương đỏ. Có lẽ là chị cũng phải suy nghĩ rất là nhiều trước khi mà quyết định là gắn bó lâu dài với quán phở này hả? Đúng rồi, thì em cũng ăn phở miền Nam nhiều rồi, nhưng mà lúc trước thì không có thích ăn phở đâu. Nhưng mà từ sau mà ăn được cái phở Phú Gia này đó thì tự nhiên cái nó hợp khẩu vị với em, nên là em cứ ăn suốt luôn. Thực tế thì cái mức giá của một tô phở ở đây nó khá cao so với những cái quán khác, so với mặt bằng chung. Theo chị thì sao? Với một cái tô phở ngon á, thì cái giá này là vừa mức với mình. Với lại cũng nhiều cái quán phở Bắc á, giá nó cũng xem với nhau, nhưng mà mình chọn ăn ở đây thì mình thấy mới vừa miệng thôi. Anh có thể cho tôi biết lý do vì sao mà anh lại lựa chọn cái quán phở Phú Gia này? Tại vì thực tế mà nói thì mình ăn ở đây cũng rất là nhiều rồi. Phở Phú Gia thì nó nấu theo cái hương vị Bắc á, nó hợp với lại cái cách ăn của mình ở ngoài Bắc. Nó cũng ngon nữa, nó không có rau như những cái phở trong này, nên mình quyết định mình chọn cái quán này mình ăn. Một cái tô phở nó có quá nhiều hành so với bình thường thì nó gây trở ngại cho anh hay nó lại hấp dẫn anh à? Đúng rồi, thực tế mà nói thì cái phở nó có nhiều hành thì nó đúng cái hương vị của nó, ăn nó ngon hơn. Cái phở mà nó không có hành mà nó chỉ những cái rau mà ngò rồi rau thơm thì mình thấy cái hành này nó ngon hơn. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Thêm một chén trứng, một chén hành. Dở hay là ngon thì nó phụ thuộc vào khẩu vị của mỗi người, vào cái thói quen ăn uống từ nhỏ của mỗi người nữa. Tôi thì xem cái tô phở tái lăn ở quán Phú Gia rất là hấp dẫn, rất là đặc biệt với tôi bởi vì nhiều lý do như thế nào thì các bạn cũng đã được lắng nghe những gì mà tôi đã chia sẻ cũng như là những chia sẻ từ anh chủ quán rồi. Tuy nhiên có ưu thì cũng có khuyết. Nếu như bạn là người không thích ăn hành thì bạn không nên ăn phở Phú Gia.
bởi vì tô phở rất là nhiều hành. Bên cạnh đó thì ăn hành nhiều nó cũng ảnh hưởng một chút. Nếu như bạn đi gặp đối tác, gặp khách, sau khi ăn phở thì phải nhai kẹo xin gum để khử mùi, phải không ạ? Xin chào. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.